chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới thì khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Vì thế thời tiết ở trên khu vực Mộc Châu Sơn La khá ổn định. Đêm ít mưa trời lạnh, sáng sớm có sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế. Các phương tiện tham gia giao thông vào sáng sớm cần chú ý giảm tốc độ. Trưa chiều trời giảm mây và nắng, cường độ nắng không mạnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 30 độ, thuận lợi cho lễ hội khinh khí cầu diễn ra ở khu vực này. Khi tham gia lễ hội khinh khí cầu Mộc Châu 2019, du khách sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, ý nghĩa và hấp dẫn khi được trải nghiệm cảm giác bay trên khinh khí cầu, nhìn ngắm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đồng cỏ xanh bát ngát, những cánh đồng ngô bạt ngàn nối tiếp với những thị trấn vùng cao mang vẻ mộc mạc bình dị. Đặc biệt, lễ hội được tổ chức ngay sau dịp Tết Nguyên đán và đúng vào dịp lễ tình yêu Valentine, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều cảm xúc ấn tượng. Bên cạnh những hoạt động sôi nổi của lễ hội, du khách đến đây còn có dịp để trải nghiệm không gian mùa xuân thơ mộng của Mộc Châu và dĩ nhiên sẽ không thể thiếu những rừng hoa đào, hoa mận nở trắng trời, phủ khắp các bản làng, khiến cho cao nguyên Mộc Châu Sơn La đẹp ngút ngàn như một bức tranh. Trong đó thì Phiêng Cành là một bản làng người Mông nằm ở xã Tân Lập, mang một vẻ đẹp giao thoa giữa đất trời không nơi đâu sánh bằng. Đến với bản Phiêng Cành, du khách có thể thấy những ngôi nhà người Mông ẩn hiện mờ ảo trong sương, xa xa là những thảm hoa mận nở trắng bạt ngàn sườn đồi, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Tại các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ thì gió đông nam mang hơi ẩm vào đất liền cũng gây tình trạng sương mù vào sáng sớm, nhưng không quá dày và tan dần đến trưa. Trong ngày có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, thời gian mưa không lâu nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ trong ngày ít thay đổi, thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 22 độ và cao nhất dao động từ 22 đến 26 độ. Riêng khu vực vùng núi Tây Bắc nhiệt độ đạt khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế trong 3 ngày tới cũng duy trì trạng thái sương mù vào sáng sớm và sẽ tan dần đến trưa khi nắng lên. Trên khu vực có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, đêm và sáng sớm trời hơi se lạnh với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 20 đến 24 độ. Với thời tiết này khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Càng về phía nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết trong 3 ngày tới khá ổn định. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ, thời gian mưa không lâu nên ít ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và du lịch. Đối với vùng biển, sóng gió không nên vẫn tạo điều kiện cho các tour du lịch biển đảo. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới chủ yếu có mây thay đổi, trời hầu như không mưa, đêm và sáng sớm không khí vẫn còn lạnh. Vì vậy, khách tham quan vẫn nên chú ý giữ ấm cơ thể. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ, tan nhanh khi đến trưa. Trưa chiều trời nắng nhưng không quá nóng, với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ dừng lại ở ngưỡng 31 độ, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Thời tiết ở trên khu vực Nam Bộ cũng khá ổn định trong 3 ngày tới. Đêm không mưa, ngày nắng lên khá sớm và kéo dài đến gần cuối chiều. Các hoạt động ngoài trời vào lúc giữa trưa vẫn nên được hạn chế vì bầu không khí lúc này sẽ khá oi bức với nền nhiệt độ cao nhất ở mức là 33 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đây là nơi có nhiệt độ cao nhất so với cả nước. Càng về chiều tối nhiệt độ hạ nhanh, thấp nhất về khuya còn khoảng từ 21 đến 26 độ, tiết trời dịu mát. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!